Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học bài, câu chuyện và điểm nhìn trong truyện kể. Bộ sách giáo khoa ngữ văn lớp 11 kết nối tri thức với cuộc sống. Thực hành tiếng Việt, đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Các em hãy mở sách và chuẩn bị vở ghi để bắt đầu bài học nhé! Trước khi đi vào luyện tập, chúng ta sẽ tìm hiểu qua về phần tri thức ngữ văn. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ nói. Về khái niệm. Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ, người nói và người nghe thì tiếp xúc trực tiếp với nhau, thay vai luân phiên. Vì vậy, người nói ít có điều kiện gọt giũa lời nói. Bù lại, ngôn ngữ nói thường có tính biểu cảm, tính cụ thể và tính cá thể cao. Nếu không có phương tiện kỹ thuật hỗ trợ thì ngôn ngữ nói chỉ tồn tại nhất thời và được truyền đi trong phạm vi không gian hạn chế. Ngôn ngữ nói thì có đặc điểm, đó chính là gắn liền với hoạt động giao tiếp của con người trong đời sống thường nhật và xuất hiện dưới hình thức là văn bản viết. Và ngôn ngữ nói thì sử dụng một cách tự nhiên những từ ngữ hoặc cách diễn đạt thường ít được chấp nhận trong ngôn ngữ viết, như là lớp từ mang tính khẩu ngữ, nhất là các trợ từ này, thán từ, từ đưa đẩy, chêm sen, hay là câu tỉnh lược, câu có yếu tố trùng lặp hay dư thừa. Trong nhiều tình huống giao tiếp thì người nói có thể dùng cách phát âm địa phương, từ ngữ địa phương, biệt ngữ. Ngôn ngữ nói cũng cho phép người sử dụng phát huy tác dụng của ngữ điệu, cử chỉ, điệu bộ, nét mặt để gia tăng hiệu quả giao tiếp. Ví dụ dưới đây là một trích đoạn trong cuộc trò chuyện giữa phóng viên và nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Chị thích nhất điều gì ở con người? Chà, câu hỏi này mênh mông ghê. Tôi thích nụ cười nở trên gương mặt một người có tấm lòng nhân hậu, nhiêu đó đủ rồi. Trong câu trả lời của Nguyễn Ngọc Tư thì có những phương tiện ngôn ngữ đặc trưng của ngôn ngữ nói, đó chính là các từ cảm thán như là gì ạ? À, chà, ghê, hay là các từ địa phương như nhiều, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu sang ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ viết là ngôn ngữ được thể hiện bằng chữ viết, được dùng trong sách, báo, văn bản hành chính, vân vân. Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ viết thì người viết và người đọc thường không có tiếp xúc trực tiếp. Người viết có thời gian để suy ngẫm, lựa chọn cách biểu đạt. Vì vậy, ngôn ngữ viết nói chung được gọt giũa, có khả năng lưu trữ thông tin lâu dài và hướng tới một phạm vi người đọc rộng lớn. Về đặc điểm, ngôn ngữ viết tồn tại ở trong văn bản xuất hiện dưới nhiều hình thức vật thể khác nhau. Và ngôn ngữ viết thì đòi hỏi người viết phải tuân theo các quy định về chính tả, từ vựng, ngữ pháp, bố cục, trình bày, phong cách. Đặc biệt, ngôn ngữ viết có thể dùng các kiểu câu dài, nhiều thành phần câu phức tạp. Chúng ta có ví dụ như sau. Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên bốn chòi canh, ngục tối cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt. Những tiếng kiểng và mõ đều đặn thưa thớt, lướt qua cái thâm thẳm của nội cỏ đẫm xương, vắng từ một làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen thẳng trên nền trời lồm đốm tinh tú, một ngôi sao hôm nhấp nháy. Ở trong đoạn văn trên thì nhà văn Nguyễn Tuân đã rất dụng công trong việc trau chuốt từ ngữ và cấu trúc câu để gợi ra một không khí chuyện cổ xưa, trang trọng, chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt sắp xảy đến. Câu văn dài, nhịp điệu chậm rãi, có những cách diễn đạt khá cầu kỳ như là trên bốn chòi canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, hay là lướt qua cái thăm thẳm của nồi cỏ đẫm xương, vân vân. Và các chi tiết về ánh sáng, bóng tối, âm thanh hô ứng với nhau như một cảnh ở trong phim. Và để hiểu rõ hơn về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập. Bài thứ nhất, nhận xét các đặc điểm của ngôn ngữ nói được mô phỏng tái tạo trong hai đoạn trích dưới đây. A. Hắn dương mắt nhìn thị, không hiểu,
Thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra Thị là ai. Hôm nay Thị rách quá, áo quần tả tơi như tổ địa. Thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưới cây xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹ xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn toét miệng cười. Chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, Hằng ngồi xuống ăn miếng dầu đã. Có ăn gì thì ăn, chả ăn dầu. Thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn. Đấy, muốn ăn gì thì ăn. Hắn vỗ vỗ vào túi. Rích bố cu, hở. Hai con mắt trũng hoái của Thị tức thì sáng lên. Thị đon đả. Ăn thật nhá. Ừ, ăn thì ăn, sợ gì. Thế là Thị ngồi xà xuống, ăn thật. Thị cầm đầu, ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì. Ăn xong thì cầm dọc đôi đũa quệt ngang miệng, thở. Hà, chẳng. Về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ vỗ. Làm đếch gì có vợ. Này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuôn hàng lên xe rồi cùng về. Ở câu A, chúng ta thấy được đặc điểm ngôn ngữ nói được mô phỏng tái tạo như thế nào ạ? À, ở câu A thì chúng ta thấy được là tác giả thay vai liên tục từ người kể chuyện cho đến lời của nhân vật chàng, thể hiện rõ tâm trạng của nhân vật chàng khi Thị bất ngờ xuất hiện. Trong lời thoại của nhân vật thì tác giả sử dụng những từ cảm thán như là à, hà, nhá, đấy và những từ địa phương như là hờ. Qua cách sử dụng ngôn ngữ nói vào trong văn viết thì tác giả đã giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được tâm lý cảm xúc của nhân vật qua ngôn từ hết sức gần gũi cụ thể, và từ đó thì làm nổi bật lên được cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và trớ trêu trong tình thế khó khăn của hai con người điển hình ở trong nạn đói 1945, phải không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang B nhỏ. Thoáng nhìn qua, cụ đã hiểu cơ sự rồi. Làm lý trưởng rồi tránh tổng, bây giờ lại đến lượt con cụ làm lý trưởng. Những việc như thế này cụ không lạ gì. Cụ hãy quát mấy bà vợ đang xưng xỉa trực tân công với chồng. Các bà đi vào nhà, đàn bà chi lôi thôi, biết gì. Rồi quay lại bọn người làng, cụ dịu giọng hơn một chút. Cả các ông các bà nữa, về đi thôi chứ, có gì mà súng lại như thế này. Không ai nói gì, người ta làng dẫn đi, vì nể cụ bá cũng có, nhưng vì nghĩ đến sự yên ổn của mình cũng có. Người nhà quê vốn ghét lối thôi, dại gì mà đứng y ra đấy, có làm sao họ chịu mình đi làm chứng. Sau còn trơ lại Chí Phèo và cha con cụ bá, bây giờ mới lại gần hắn, lay và gọi. Anh Chí ơi, sao anh lại làm ra thế? Chí Phèo lim dim mắt, rên lên. Tao chỉ liều chết với bố con nhà mày đấy thôi. Nhưng tao mà chết thì có thằng sạt nghiệp mà còn rũ tù chưa biết chừng. Cụ bà cười nhạt nhưng tiếng cụ giòn giã lắm. Người ta bảo cụ hơn người cũng chỉ bởi cái tiếng cười. Cái anh này nói mới hay. Ai làm gì mà anh phải chết? Đời người chứ có phải con ngoé đâu. Lại say rồi phải không? Rồi đổi giọng cụ thân mật hỏi. Về bao giờ thế? Sao không vào nhà tôi chơi, đi vào nhà uống nước? Thấy Chí Phèo không nhúc nhích, cụ tiếp luôn. Nào, đứng lên đi, cứ vào đây uống nước đã. Có cái gì ta nói chuyện tử tế với nhau. Cần gì mà phải làm thanh động lên như thế. Người ngoài biết, mang tiếng cả. Rồi vừa sốc Chí Phèo, cụ vừa phàn nàn. Khổ quá, ra có tôi ở nhà thì đâu có đến nỗi. Ta nói chuyện với nhau thế nào cũng xong. Người lớn cả, chỉ một câu chuyện với nhau là đủ. Chỉ tại thằng Lý Cường nóng tính không nghĩ trước nghĩ sau. Ai chứ anh với nó còn có họ kia đấy. Vậy thì đặc điểm của ngôn ngữ nói được mô phỏng tái tạo trong đoạn trích này như thế nào? À, tác giả đã sử dụng linh hoạt từ ngữ của câu nói như là biết gì, ơi, rồi, ai, vân vân. Qua cách sử dụng linh hoạt ngôn ngữ nói thì tác giả muốn thể hiện được sự gian xảo trong lời nói cũng như con người của bà Kiến. Chỉ bằng một vài câu nói ngắn ngủi thì ông đã có thể xoa dịu được một Chí Phèo say rượu hung hăng. Trọng lượng của lời nói không chỉ thể hiện những câu từ trau chuốt, đôi khi sự đơn giản dễ hiểu lại có giá trị thuyết phục đối với người nghe cao hơn. Chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ hai.
phân tích các đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ viết ở trong đoạn trích. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào? Những gia đình từ vùng Nam Định, Thái Bình đợi chiều lũ lụt bồng bế dắt díu nhau lên xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp liều chợ. Người chết như ngả dạ, không buổi sáng nào người trong làng đi chợ mà không gặp 3-4 cái thây nằm còng queo trên đường. Không khí vẩn lên mùi gây của xác người. Ngã tư xóm chợ về chiều càng sắc sơ heo hút, từng trận gió từ cánh đồng thổi vào ngăn ngắt. Hai bên dãy phố úp súp, tối om không nhà nào có ánh đèn lửa. Dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì, bóng của những người đó giật giờ đi lại lặng lẽ như những bóng ma. Tiếng quạ trên mấy cây gạo ngoài bãi chợ cứ gào lên từng hồi thề thiết. Để làm được bài này, chúng ta có thể đọc lại phần ngôn ngữ viết ở trong phần tri thức ngữ văn các em nhé. Ở trong đoạn văn này thì tác giả đã rất dụng công trong việc trau chuốt từ ngữ cấu trúc để gợi lên khung cảnh tang tóc, thê lương của xóm ngụ cư khi cái đói tràn về. Câu văn ngắn cùng cách diễn đạt đơn giản, người chết như ngả dạ, cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào, kết hợp với nhiều từ lấy mang ý nghĩa biểu tượng như là sắc sơ này, ngăn ngắt, úp súp, heo hút v.v. nhằm gợi lên một khung cảnh rùng rợn, tiêu điều, đáng thương mà ở đó con người dường như trở thành những bóng ma vật vờ đợi chờ cái chết. Cái đói năm Ất Dậu đã tràn xuống đến xóm ngụ cư, bao trùm lên cảnh vật và con người, gợi mở ra một tương lai đen tối, cái chết cận kề đang chờ đón họ. Và kết hợp với việc lựa chọn điểm nhìn đã giúp cho việc miêu tả của tác giả được rõ ràng hơn với một khung cảnh tang tóc đầy sự chết chóc khi so sánh con người với những hồn ma. Như vậy, trong bài thứ nhất, câu chuyện và điểm nhìn trong chuyện kể, thực hành tiếng Việt, các em đã được cung cấp những tri thức cơ bản nhất, đó là tri thức về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem bài soạn chi tiết nhé. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại ở các bài học sau. Xin chào các em!